Thưa quý vị và các đồng chí, là hỏa lực chủ yếu của lục quân quân đội nhân dân Việt Nam, thoát ẩn thoát hiện, những đòn đánh của lực lượng pháo binh đã khiến cho kẻ thù nhiều phen khiếp sợ và góp phần cùng dân tộc ta tạo nên những chiến thắng có 1 không 2 trong lịch sử chiến tranh thế giới. Để tiếp tục xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, pháo binh ta có truyền thống oanh liệt, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Lực lượng pháo binh với những trang bị hiện đại đang ra sức huấn luyện, rèn luyện với quyết tâm huấn luyện giỏi để luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Trong chiến tranh hiện đại, thời gian cũng là sức mạnh. Với vũ khí công nghệ cao, thắng thua đôi khi chỉ tính bằng phút, bằng giây. Vì thế, những bài học cơ động, linh hoạt, nghi binh, nắm bắt thời cơ chủ động phòng tránh, đánh trả, được các đơn vị pháo binh đặt lên hàng đầu hiện nay. Với lữ đoàn 490, trong các cuộc diễn tập, việc chiếm lĩnh trận địa và hoàn thành nhiệm vụ phóng tên lửa của đơn vị thường chỉ mất hơn 2 phần 3 thời gian quy định. Phương pháp huấn luyện để làm sao được nó cuốn hút và những người uh, chắc thủ là người ta dễ hiểu và người ta chăm chỉ trong huấn luyện và luyện tập. Huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, chiến đấu giỏi đồng nghĩa với việc bộ đội phải làm chủ chiến trường. Trong đó, thuần thục mọi thao tác, trình độ chiến đấu cao, khả năng hiệp đồng hiệu quả trong các điều kiện, địa hình khác nhau luôn là yêu cầu đặt ra cho các lực lượng pháo binh. Trong đó, tác chiến trong điều kiện đêm tối, là một nội dung được các đơn vị của binh chủng pháo binh tập trung đẩy mạnh. Trong quá trình huấn luyện đêm là từ đội ngũ cán bộ các cấp là phải lắm và thuần thục về uh, lý thuyết cũng như động tác thực hành trên trang bị để từ đó uh, huấn luyện bổ sung cho bộ đội trước khi bước vào huấn luyện đêm. Chiến đấu pháo binh là chiến đấu mang tính hiệp đồng. Do vậy các đơn vị luôn huấn luyện với phương châm đạt chất lượng đồng đều, thống nhất giữa các chuyên ngành. Đặc biệt, hàng tuần nội dung huấn luyện bắn pháo cho đội ngũ cán bộ được duy trì nghiêm túc. Đây là bài học quan trọng nhất mà đội ngũ cán bộ pháo binh phải rèn luyện thường xuyên để góp phần nâng cao trình độ theo từng bài bắn và trao dồi khả năng phối hợp chỉ huy. Thực tế, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện hàng tuần, qua hàng tuần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả. Nếu có các đồng chí nào yếu chưa đạt được chúng tôi tổ chức bồi dưỡng vào những ngày nghỉ giờ nghỉ để nâng cao chất lượng toàn diện trang bị vũ khí hiện đại đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ trình độ cao làm chủ và vận hành hiệu quả trong tác chiến hiện đại và một đội ngũ cán bộ các kíp chắc thủ chiến đấu có năng lực chỉ huy vận hành kỹ thuật giỏi đã và đang được xây dựng hình thành ngay trên trận địa của các loại hỏa lực mạnh sức chiến đấu cao của lực lượng pháo binh